đồ ai bỏ quên em xin nhận. Ha 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 ha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình có một bí mật muốn bật mí cho tất cả mọi người biết. Và mình đang đứng ở ngoài sân đó các bạn. Đang đứng ngoài sân và nhận một cái món quà từ một người fan hâm mộ của kênh YouTube mà Minh gọi đó là chị, vì chị ấy khá là lớn tuổi hơn Minh rất nhiều và ngủ thức dậy vẫn chưa make up gì hết, chân mày mắt mũi miệng bình thường ha mọi người, cho nên xấu chút chịu khó thông cảm nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái món hàng đó là gì nha mọi người. Đây, cái món hàng họ đã để trước nhà đây các bạn. Bây giờ mình sẽ rinh vào và mình mở inbox xem cái này là cái gì nha mọi người. Hai mọi người, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái món hàng của mình là gì nha. Đây, mình đã khui rồi mọi người. Mọi người có đoán được gì không? Đây, bây giờ mình sẽ bỏ xuống. Rồi. Bây giờ sẽ khui cái thùng một lần nữa cho người xem nha. Đó. Đây. Một chiếc laptop các bạn ơi. Đẹp không các bạn? Quá trời đẹp luôn các bạn. Nè, hiệu nè, hiệu của máy nè bạn ơi. À, và cái góc cạnh của nó rất là đẹp, nhỏ gọn nữa các bạn, nhìn nè, rất là nhỏ nè các bạn thấy không? À, hai găng tay và cái độ dày của nó là chưa đến một lóng tay các bạn. À, và cái màn hình này là cảm ứng của các bạn. Cái màn hình này á là mình có thể sử dụng bấm vào màn hình luôn, bấm lên trên đây, bên đây và bên đây nó có cái thông số nữa các bạn. Thì cái phần này chắc có lẽ là mình sẽ tìm hiểu từ từ và chỉ làm khoe sơ sơ với tất cả mọi người là ngày hôm nay mình nhận được món quà cực kỳ lớn mà trong bao nhiêu năm cuộc sống của mình đến ngày hôm nay là cái món quà này là món quà lớn nhất mà mình nhận được từ một người lạ nha mọi người. Thì những món quà lớn là ông xã mình ông tặng cho mình đó, thì nó cũng có cái giá trị tương đương như thế này, nhưng mà đối với người lạ mà họ tặng cho mình một món quà như thế này thì rất là hiếm và chưa bao giờ có các bạn. Cũng như là mình cũng không bao giờ mình nghĩ đến cái món quà này, thì mình chỉ nghĩ là mình sẽ tự cài thôi các bạn. Vì đối với cái đồng tiền mà mình làm ra thì mình mua được cái món quà như một cái laptop như thế này thì mình cũng đắn đo suy nghĩ rất là nhiều. Và mình cũng theo kiểu là mình cũng tính toán xem coi mình có nên mua hay không, và mình nên mua với cái giá thành như thế nào để cho nó phù hợp túi tiền của mình. Nhưng mà mình không có nghĩ là mình có thể có được món quà nó tuyệt vời đến như vậy các bạn. Và lần đầu tiên mình có được cái món này, mình nói thiệt tối nay mình ôm đó mình ngủ đã quá các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người về một cái điều, đó là YouTube cho mình được những gì và mình mất những gì. Thì như mọi người cũng đã thấy là bao nhiêu tháng nay mình làm YouTube thì bắt đầu mình up YouTube video và làm YouTube nghiêm túc là từ tháng 1, ngày mười mấy tháng 1 thì mình bắt đầu mình cài YouTube. Là lúc đó mình up video, mình đi tương tác và mình xem video của người khác và mình mời người khác qua trang của mình chơi. Thì lúc đó là bắt đầu là mình thật sự là mình bắt đầu làm YouTube rồi các bạn. Rồi cho đến cái khi mà mình được bật quảng cáo các bạn. Và từ cái khi mà mình được bật quảng cáo cho đến ngày thời điểm ngày hôm nay thì mình đã được 3 tháng rồi các bạn. Được 3 tháng lãnh lương của YouTube rồi. Và những cái đồng tiền mà mình lãnh của YouTube thì nó cũng đối với mà một người đi làm á, thì nó chẳng là gì hết các bạn. Nó ít hơn cái số tiền của người ta đi làm rất nhiều. Nhưng mà đối với mình thì mình hài lòng với điều đó. Và mình biết được là mình có đồng tiền mình gây vào. Và dù là cái đồng tiền đó mình không có nhiều, nó rất là ít
so với người ta đi làm, nhưng mà so với cái cuộc sống hiện tại bây giờ và so với những cái chi phí mà mình cần sử dụng, ví dụ như là mình gửi tiền về cho mẹ mình hàng tháng thì mình không cần phải xin ông xã mình có thể là mình lấy tiền YouTube đó mình gửi về cho mẹ mình, dù không nhiều nhưng mà nó cũng đủ hài lòng cho bản thân mình. Thì những điều mình có là như vậy đó các bạn. Và mình có tiếp đến nữa là những điều mình có là mình có được cái sự yêu thương của khán giả rất là nhiều, và mình có được thêm nhiều chị em, và những người chị em đó họ họ giúp mình, họ hỗ trợ mình và họ tặng quà nè, họ có khi là cả tiền nữa các bạn, cả tiền, và có khi là họ hỗ trợ cho mình, họ cho mình thấy được là nếu như mà mình đi làm được thì mình sẽ làm được những công việc đó, và hàng ngày mình sẽ làm được bao nhiêu tiền các bạn. Và họ họ chỉ cho mình cái cuộc sống bên Mỹ này như thế nào và mình làm như thế nào để mình có thể hòa nhập được cái cuộc sống ở bên Mỹ này. Thì mình có được nữa là có được những người chị hướng dẫn cho mình đó như những người thầy các bạn. Đối với mình là những cái người mà như vậy là mình rất là quý, dù cho người ta không cho tiền mình, không cho quà mình, nhưng mà họ cho mình những cái lời khuyên, họ cho mình những cái kiến thức mà họ có được, thì đó nó đôi khi nó còn quý hơn cả tiền nữa các bạn. Vì đôi khi các bạn biết không, kiến thức các bạn có khi á các bạn mua không có được, nhưng mà họ sẵn sàng họ chia sẻ với mình như vậy. Và cái kiến thức đó của họ họ nói với mình khoảng 15 phút thôi, nhưng mà họ trải qua tới mấy mấy năm, mấy chục năm, có khi là cả cuộc đời để họ nghiệm được cái điều đó và họ chia sẻ với mình, là điều đó rất là quý báu đối với mình. Nhiều khi các bạn biết không, nếu như cho mình chọn một món đồ và cho mình chọn một cái kinh nghiệm và kiến thức thì mình sẽ chọn là kiến thức và cái kinh nghiệm. Vì cái kinh nghiệm và kiến thức mình có thể sử dụng hoài không bao giờ hết, nhưng mà cái số tiền hay là món quà đó mà mình nhận được thì mình sẽ có hạn sử dụng các bạn. Cho nên nó hả, khi mà mình làm YouTube mình có được chị em nè các bạn, có được kiến thức nè các bạn, kiến thức từ những người đi trước và những người chị họ hướng dẫn cho mình, và mình có được fan hâm mộ ấy phụ thuộc, và mình phải gắn kết với YouTube như một công việc thật sự. Và dù mình đi đâu, mình làm gì, hay dù ngày hôm đó mình có mệt đến như thế nào thì mình vẫn phải làm, là mình xem cái YouTube này như là một công việc thật sự mà mình đang đi làm cho một người chủ vậy các bạn. Dù mình có mệt mình cũng vẫn lên làm YouTube, vẫn quay video, vẫn livestream như cái thời gian định kỳ của mình set up với tất cả mọi người vậy đó. Thì hả, cái điều mình mất thì nó không là bao hết, và điều mình nhận lại được rất là nhiều. Thật sự là những điều mình nhận được rất là nhiều, giống như ngày hôm nay mình nhận được cái laptop này là mình cũng không nghĩ là mình sẽ nhận được nó. Mình nghĩ là mình lên đây mình làm YouTube thì mình làm kiếm tiền bằng cái chất xám của mình, bằng cái công việc thời gian của mình bỏ ra, và mình nhận lại được những cái đồng tiền YouTube họ trả cho mình bằng mồ hôi nước mắt của mình, xứng đáng có được. Nhưng mà còn cái chuyện mà mình suy nghĩ là mình nhận quà từ người hâm mộ này cái đó là không bao giờ mình nghĩ đến. Tại vì mình không biết, là mình biết được đó là mình không có hay, mình không có tài, không giỏi, thì làm sao mình lại có thể có được những cái fan mà họ có thể mà tặng cho mình những món quà giá trị đắt tiền. Ví dụ như những người mà họ tặng cho mình những lời nói là mình đã quý rồi các bạn. Là rồi á, tiếp đến là mình nhận được những món quà các bạn. Dù cho những cái áo hay những cái quần nó rất đơn giản, một cái hai cái thôi, mình cũng cảm thấy đó là một điều quý. Tại vì khi mà họ đã nhọc lòng với mình, họ đã để ý đến mình và họ dành thời gian suy nghĩ về mình, yêu thương mình, và họ bỏ đồng tiền của họ ra mua tặng cho mình. Dù cho cái món đồ đó nó là 10 đồng, 20 đồng hay là 5 đồng thì đó cũng là đồng tiền của người ta, và họ làm ra, và cái người mà họ muốn tặng cho mình trên cái mồ hôi nước mắt của họ, đó là cái tình yêu thương của họ dành cho mình các bạn. Đối với mình là dù cho cái món quà đó nó chỉ giá 2 đô thôi thì nó cũng là cái tình yêu và cái tình cảm của cái người gửi cho mình món quà đó các bạn. Cho nên khi mà cái điều mình mất mất ở YouTube á, là khi mình làm YouTube á các bạn, mình bị người ta chửi rất nhiều các bạn.
dù cho là những cái điều mình chia sẻ đó là sự thật, dù cho là những cái mà chia sẻ trong cái cuộc sống của mình đó là những cái hỷ nộ ái ố trong cái thăng trầm mà mình mắc phải và mình muốn đem lên mình chia sẻ với những người nào đó có ý định đi nước ngoài, hoặc là có những người nào đó có vô tình xem video đó và họ nằm trong cái hoàn cảnh của mình, thì họ cũng hiểu được là trong cuộc sống này á có rất là nhiều người cùng cảnh ngộ với mình, thì họ không đừng nên buồn hay gì đó, thì mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà khi mình lên mình chia sẻ thì họ chửi rất nhiều, và các bạn biết không, gần như là những lời chửi đó hầu như mỗi ngày các bạn. Và có những người họ nói mình đó là tại sao em không biết nhục hả, em không biết nhục hay sao mà khi em lên là em làm YouTube mà bị người ta chửi nhiều đến như vậy, mà em vẫn lì cái mặt ra và em làm YouTube mỗi ngày. Thì các bạn biết tại sao không? Khi mà mình đã từng làm kinh doanh và mình đã từng mở cho mình một cái tiệm vải và mình đã từng đứng tiệm ở một cái cửa hàng lớn, thì mình hiểu được đó là nhận được đồng tiền của người ta không hề dễ. Và khi khi mà các bạn chọn cái con đường các bạn đi đó là phục vụ công chúng, thì các bạn phải chấp nhận mình sẽ bị ném đá nếu như mà họ không thích mình. Tại vì cái điều mà họ ghét mình thì các bạn không thể nào cấm được hết. Cho nên khi mà mình chọn mình làm YouTube này á, thì mình thấy được là họ ghét mình là quyền của họ, mình không thể nào cấm họ được. Và cái cuộc sống của mình sống như thế nào đó là quyền của mình. Và mình sống như thế nào để đừng có hổ thẹn khi mà mình bước ra xã hội hoặc mình nhìn mặt ai đó mình không cảm thấy hổ thẹn thôi. Chứ bây giờ mà các bạn sống mà để hài lòng người khác thì mình nói thiệt luôn, Đức Phật vẫn chưa làm hài lòng được tất cả con người trên thế gian này. Và kể cả Đức Chúa Giêsu luôn, họ vẫn đâu thể nào mà có thể là lấy được hết tất cả lòng yêu thương của mọi người đối với mình đó các bạn. Nếu như mà Đức Phật và Chúa Giêsu họ còn không làm được thì mình là gì mà mình đòi mình phải làm được như vậy, và ai xã hội này nó hoàn toàn không có tồn tại cái điều đó. Cho nên nếu như mà mình chấp nhận làm con đường YouTube, các bạn đang làm một cái kênh YouTube đó là các bạn đang diễn trên một cái sàn sân khấu mà do chính bạn dàn dựng lên, và cái sân khấu đó bạn cũng là người diễn viên, cũng là đạo diễn, và âm thanh ánh sáng hay tất cả mọi thứ đều là mình hết, thì mình hoàn toàn chịu trách nhiệm với những điều đó, cũng như là những cái người mà họ không thích mình họ sẽ đến họ ném đá là chuyện bình thường. Cho nên á, ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cái video này đến những người nào đó mà làm YouTube giống như mình, thì các bạn đừng quan tâm đến những điều đó, vì đôi khi ngày hôm nay họ ghét mình có thể không phải là bạn làm sai, nhưng mà do là bạn có một cái điều mà họ không có, hoặc có thể là bạn không đồng quan điểm với họ thì họ ghét mình là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà cái chuyện mà người ta ghét và cái chuyện bạn sống như thế nào là nó hoàn toàn khác nhau. Thì các bạn sống như thế nào đó để một ngày nào đó họ nhìn thấy mình và họ thay đổi ý kiến và họ thích mình trở lại, đó là quyền của bạn. À, bởi vì các bạn biết không, trong cái cuộc sống này có khi là họ sẽ ghét bạn ở cái thời điểm đó, nhưng không đồng nghĩa họ sẽ ghét bạn chết trong cái cả cuộc đời này. Các bạn biết không, giống như một ca sĩ hay nghệ sĩ nào đó có khi á họ họ bị cái người khán giả đó họ ghét, nhưng mà tự nhiên khi mà họ sống một thời gian mà họ làm những việc tốt, họ làm những cái điều mà những cái người mà đã từng ghét họ lại quay qua trở trở nên thích và yêu mến họ hơn cả những fan ruột của họ luôn. Thì mình sống như thế nào hãy hãy để cho người ta thay đổi cái quan điểm đó, chứ đừng sống như thế nào mà để cho họ ghét thì mình thêm, hoặc là mình sống như thế nào để cho họ chứng minh được là những lời họ nói đó là sự thật. Cho nên đó hả, khi những người làm YouTube xem được video này của mình ngày hôm nay thì các bạn đừng có quan tâm, cũng như là đừng có buồn phiền về những cái lời nói mà lăng mạ của người ta, vì đơn giản đó là những cái lời nói của những người thất học, họ muốn chà đạp mình, họ muốn làm cho mình tổn thương. Mà khi mà họ 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 trao cho các bạn trái đắng để bạn ăn, bạn có quyền từ chối, các bạn không xem, các bạn cứ xem như những comment đó nó không tồn tại, và các bạn hãy bấm một nút delete đi cái comment đó.
thì các bạn sẽ cảm thấy nó thoải mái thôi, đơn giản thôi. Đừng bực dọc với những cái người mà dưới dưới mình, vì khi mà họ chửi mình là họ dưới mình, hoặc là khi họ chửi mình đó là họ không đồng quan điểm với mình. Giống như khi các bạn đi một chiều và họ đi ngược chiều lại, thì các bạn không thể nào bắt họ phải là ừ tôi đi chiều này, anh phải đi theo chiều này với tôi, là điều đó các bạn không thể nào bắt người ta theo cái ý mình được. Cho nên hả, hãy xem như những lời nói đó như gió thoảng bay bay đi, và hãy đọc những comment tích cực, và hãy đọc những cái comment mà các bạn cho là sẽ giúp cho mình phát triển cái bản thân mình tốt hơn. Chứ đừng có đọc cái comment mà theo kiểu là làm ô uế cái cuộc sống của mình, nó làm cho cuộc sống của mình nó trì xuống, thì đừng bao giờ đọc những comment đó, hãy delete nó đi. Và ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả mọi người thấy được là khi mình làm YouTube mình có được những gì và mình mất được những gì. Thì mong là các bạn thích video của mình ngày hôm nay, và các bạn xem video này và các bạn hiểu hơn về Minh như thế này. Lời nói cuối cùng, Minh xin gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình đến thời điểm này. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye.